Khó nè, đó là x bình cộng m cộng 1 x cộng m bằng bằng 0. Đề bài câu B tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa thỏa 3 căn x1 trừ 4 lần x2 bằng m. Thứ nhất, các bạn chốt lại cái biểu thức này không có tính chất đối xứng, đúng không ạ? Không có tính chất đối xứng. Thì cái đề này các bạn gồm có hai ý nè, tìm m để phương trình có hai nghiệm. Thì các bạn nhớ giúp là phương trình có hai nghiệm là delta phải lớn hơn bằng bằng không, và thỏa cái biểu thức này, đúng không ạ? Muốn thỏa cái biểu thức này thì các bạn phải xác định được giúp là x1 và x2, bởi vì biểu thức này không có tính chất đối xứng. Thì bắt đầu mình giải nè, x bình cộng m cộng 1 x cộng m bằng 0. Thì xác định a nè, b nè và c. A bằng 1, b bằng m cộng 1 và c bằng m. Sau đó các bạn không được tính delta. Nếu cái bài này các bạn tính delta là các bạn không có giải nhân được. Thì các bạn nhìn vào nè, a trừ b cộng c. Đó, ta có a trừ b cộng c bằng bằng 0, vì 1 nè trừ m cộng 1 nè cộng m có phải bằng 0 không ạ? Các bạn kiểm tra lại giúp lỡ cái chỗ này. Ok chưa ạ? Rồi, thì mình có a trừ b cộng c bằng 0, đó là dạng đặc biệt nha mọi người. Đặc biệt thì các bạn nhớ phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng bằng trừ 1 và x2 bằng trừ c chia a. C đây chia a là trừ m chia 1 bằng trừ m. Được chưa? Và các bạn nhớ giúp lợ, x1 là cái người ta đặt thôi nha, còn x2 là cái người ta đặt. Các bạn không thích đặt kiểu này, các bạn có thể đặt là x1 bằng trừ c chia a, x2 là trừ 1 vẫn được nha các bạn. Đó, hoặc nha. Đó. Nên khi gặp bài này các bạn phải phân tích ra thành hai trường hợp. Trường hợp 1 x1 là bằng trừ 1 hoặc x2 bằng trừ m. Được chưa? Trường hợp 1. Rồi, thì mình giải trường hợp 1 thôi nha các bạn. Giải trường hợp 1 thôi, còn trường hợp 2 thì các bạn tự giải nha. Rồi, vậy mình sẽ có nè. Vậy mình thế vào nè. Căn 3 căn x1 trừ 4 chỉ đó x2 bằng m. Vậy tương đương đây. Tương đương nè. Các bạn thấy không ạ? Các bạn nhìn kỹ vào đi ạ. Các bạn nhìn kỹ vào đi ạ. Cái trừ 1 các bạn thế vào đây không ạ? Đây, cái trường hợp này có thế vào đây được không ạ? Trừ 1 làm sao thế vào trong căn được, đúng không ạ? Đó, trừ 1 làm sao thế vào trong trong căn được. Nên các bạn, nên nó vô lý, kết luận liền vô lý, được chưa? Tiếp tục trường hợp 2, x1 bằng trừ m, x2 bằng bằng trừ 1. Đó, vậy thì để thế vào đây thì cái trừ x nha, x x1 này phải lớn hơn bằng 0. Để thế vào đây thì các bạn nhớ thằng x1 phải lớn hơn bằng bằng 0. Vậy tương đương trừ m phải lớn hơn bằng bằng 0. Rồi, nhân cho số âm hai vế chiều đổi, nhân cho trừ 1 hai vế đó các bạn, chiều đổi nè. Đó, ok chưa? Rồi, m nhỏ hơn bằng 0 rồi thì các bạn thế vào đây. Đó, thế vào tương tự nè, là 3 căn trừ m trừ 4 nhân chỉ đổi của trừ 1 bằng m. Sau đó các bạn chuyển vế đổi dấu nha mọi người. Chuyển vế đổi dấu. Rồi, vậy là 3 nhân căn trừ m. Đây ra là trừ 4 bằng m. Chuyển vế vậy là tương đương căn trừ m 3 bằng m cộng 4. Được chưa? M cộng cộng 4 tương đương, là chuyển cái 3 qua luôn, vậy là căn trừ m bằng m cộng 4 chia 3.
Rồi khi các bạn nhớ lại kiến thức, đó là căn A bằng bằng B khi và chỉ khi B lớn hơn bằng 0 và A bằng B bình. Rồi bắt đầu tương đường đường thỏa mãn nè, M cộng 4 phần 3 lớn hơn bằng bằng 0 và A nè bằng B bình, vậy là trừ M bằng M cộng 4 phần phần 3 tất cả bình. Tới đây các bạn giải bình thường và nhớ phải xét với điều kiện ở đây và điều kiện ở ở đây nha các bạn. Ok chưa? Rồi,